anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình Restream này. Thì trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ show cho anh em. Ui, cái này chưa mở anh em ơi, lại chết tôi rồi, lại phải mở rồi. Cái map này mình vừa mới xây xong cũng khá là nhanh, không mất quá nhiều thời gian, nhưng mà cơ bản là cái ý tưởng mà làm ra ấy, thì nó mới là quan trọng đúng không anh em. Thì mình vừa mới xây xong cho các thằng Huy đây, nó có gọi là góp chút sức lực vào đây. Thật ra không phải góp chút mà là góp khá nhiều, tại vì là mình hết nick rồi, hết nick trên level 8 anh em ạ. Đó, nick nó có nick xong rồi nó vứt đi nè. Này, các bạn mới chơi bao lâu đâu, xong lại vứt ạc rồi, lại chơi chuyện nó có ạc khác, mua ạc khác chơi rồi. Đấy, đều 36, quá gì luôn. Đó, có kệ, cảm ơn thằng đệ đã cho anh mượn nick. Thì anh mình vừa xây xong rồi, mình vừa về nhà, cái là anh nghĩ ra một loạt ý tưởng. Thì đây sẽ, đây là map dành cho thực chiến 2v2 anh em nhá. Cái map này chắc chắn là dành cho 2v2, tại vì cái chi tiết của nó, cái độ nặng. Thì tại sao mình đã nói như vậy? Thì bây giờ mình sẽ show cho anh em xem tại sao nó lại là dành cho 2v2. Ok, thì chúng ta sẽ cùng đọc tên map đây, đây map đây. Mô tả mình Restream mọi người ghé qua. Đó, nó sẽ như thế này. Cái này lúc này là nó chỉnh sửa cho nên nó sẽ đứng ngoài. Còn đến lúc mà anh em chơi thì nó sẽ bị đứng ở trong này nhá. Được, anh em yên tâm đi. Đây là do mình chỉnh sửa vậy ạ. Chúng ta sẽ cùng dùng qua một chút toàn cảnh cái map của mình. Thì đây nó sẽ là một cái map mình nghĩ thôi là cái map này nó tiệm cận được sự hoàn hảo, một cái ý nghĩ khá là táo bạo của mình. Đây chúng ta sẽ điều chúng ta sẽ đạt được nhá. Chúng ta sẽ ở đây này chạy, trừ phi bong keo bố láng chặn rồi là ra ngoài, nhưng mà các bố ra ngoài là các bố đều có hy vọng vào đâu nhá, tôi nói trước. Cho nên là đừng ai mà cố gắng mà chơi bẩn để làm cái gì cả. Đó, đây là map 2v2 anh em vào trong để solo 22 này. Đó. Tôi sẽ show những cái gì gọi là tinh túy nhất cho anh em biết tại sao nó lại là tiệm cận với sự hoàn hảo. Thì ở đây mình làm cái này, nó cái thùng bay này nó rất là ảo ma Canada. Cho nên là mình cứ đề phòng, thì mình sẽ đặt thêm một cái hàng rào đây. Mặc dù đã có lớp hàng rào bên ngoài để bảo kê rồi. Các cái lô đây thì mình thấy khá là phù hợp với việc mà anh em nào mà chơi Skyler ấy, thì anh em sẽ sao nhỉ, những kẻ địch mà chơi Skyler ấy, chúng ta có thể là ngồi vào trong này ta lấy keo cho ta bơm máu kịp. Những cái hốc như thế này rất là ngon. Sau mình kịp trải nghiệm thì thấy nó không hề phế một chút nào, rất là tuyệt vời luôn chứ. Đây anh em thông cảm nhé, tại vì dùng LD xem mình nó chuối quá, hơi chuối một chút thôi, không sao đâu. Rồi, tại sao nó lại là tiệm cận với sự hoàn hảo, với cái độ hoàn mỹ của nó, cái thiết kế anh em có thể nhìn, cái thiết kế nó thật sự là đẹp, nó quá đẹp luôn. Đây, mình cho một thùng bay như thế này, nói là chất lừ con cá ngừ. Thật ra không phải là nó quá chất, mà là cái việc mà mình tạo thế này để một là sao nhỉ, kiểu là che chắn ấy. Cứ mình quen với cái việc là để hai block để có thể là không đây không gọi là block, mà gọi là cái thùng thứ hai đè lên để cho nó gọi là sao nhỉ, nó che đạn và anh em không nhảy lên anh em bắn ấy. Thì việc lên đây thì cũng khá là khó khi mà anh em ra ngoài rồi nhá. Mình kể là khi mà anh em ra ngoài rồi thì đây, tại vì mình vẫn để họ một lỗ ở đây thì có lẽ là anh em sẽ vô được, hay là bây giờ mình đè thêm để mình thử xem, thử thôi, chỉ là thử thôi anh em ạ. Vì sao cái map mình nó đã gọi là nó tiệm cận với sự hoàn hảo rồi, mình cũng đang cố gắng lắm rồi anh em ạ. Đây, sẽ như thế này, mình sẽ cùng nhau thêm một chút nữa. Và điều mình sẽ không cho anh em ra ngoài không vào trong luôn. Và trong đây được thì một ông thôi, chắc là như vậy. Đó, mình sẽ gọi nó là tiệm cận với sự hoàn hảo thôi, chứ chưa dám nói là nó hoàn hảo mà. Đó, mình sẽ như thế này nhá. Map này 2v2 thì anh em yên tâm đi, tại vì cái độ nặng của nó ấy, thì khi mà 2v2
keo nó không nhiều đâu, chủ yếu là cái hiệu ứng, cái hiệu ứng khi mà đặt keo ra ấy thì nó mới gây gọi là lag thôi anh em ạ. Cho nên là 66 ấy, anh em có thấy kể cả cái map nhá, mình nói thật khi mà anh em vào đây chơi 2v2 thì cái map này thậm chí nó mượt hơn là cái map kia của mình, cái map 6v6 ấy, mặc dù là chỉ có 640 thôi nhưng mà nó không bao giờ nó mượt bằng cái 880 này mà chơi chế độ 2v2. Đấy, bây giờ như thế này thì mình nghĩ là nó đã ok hơn rồi đấy. Tại vì mình vừa mới làm xong thôi. Chỗ nào ra được thì khỏi vào. Thế cho nó mọc. Còn cái lối này độ xanh vẫn còn một lối ạ. Thôi, gọi là làm chút, gọi là làm phước cho anh em đi. Hợp lý vậy. Sẽ có người vô đây này. Không thể vô. Nói chung là cái việc này qua nó khá là vui. Chủ yếu là mình làm cho nó gọn ghẽ thôi. Nếu mà anh em mà có thắc mắc mà hai cái block này này, cái block này này, hoặc là cái thùng cắt tôn C, quên mình trong Minecraft mình nói, thì nó để làm cái gì? Thì có lẽ là cái mục đích duy nhất của nó là để cân đối mét. Nói chung là anh em đứng đâu thì nó cũng như là vừa mới vào, nó sẽ cân đối. Nếu mà sau này mà có chế độ mà 4 tem chẳng hạn thì cái map này mình có thể lôi ra được. Đây hoàn toàn là một cái nghĩ mà kiểu là ngẫu hứng ra thôi. Map này khá là ok rồi anh em ạ. Đây mình cho anh em xem tham quan bên này luôn nhá. Đó, không có lo về cái vấn đề mà các bố gọi là ra ngoài. Map này coi như là vào trong là vào luôn anh em ạ. Map F22 mà mình muốn ép anh em 2v2. Và cái việc mà 2v2 ở trong này thì anh em chắc chắn là khỏi phải lo về cái vấn đề là ném lựu rồi. 2v2 mà mấy bố mình chơi bẩn được nữa thì tôi cũng đến quỳ đấy nhá. Nhưng mà cái quan trọng là mình không biết là cái map này liệu rằng là nó có thể là lên lại được cái tốt hay không. Nếu như mà được ấy, thì mình chỉ mong muốn là cái map này nó sẽ vượt qua cả map 6v6. Nó tại vì khá là ok ấy. Nó tập luyện cho sao nhỉ, gọi là hai người thường thì nó sẽ có cái gì nó gắn liền với số 2, nó rất là đẹp, thật sự rất là hay luôn. Ví dụ như đây này, mấy anh em mà có gọi là có người yêu chẳng hạn, có người yêu thì có thể vô đây gồng gánh người yêu, thể hiện có thể gọi là thể hiện được cái bản lĩnh đàn ông, thể hiện được cái sức mạnh của đấng đàn nhì nó sẽ như thế nào. Đầu gọi là đầu đội trời chân đạp đất, hoặc là có thể là đi nhỉ khát nước bọt nhổ xuống đất gì đó thôi kệ. Thì chủ yếu là clip này mình muốn thông báo là cái map 22 này coi như là đã ok, còn một cái map nữa là map solo 1v1, cái map 66 hoặc là map 33, map 55 hoặc map 33 thì không biết là có ai chơi không. Cái chế độ nó khá là buồn cười. Khi mà ghép tem ấy thì nó chỉ có là ghép 2 hoặc là solo, không là vào cái này thì tại vì nó chỉ có 3 người, 5 người ấy, thì có thể là tem nó sẽ bị lẻ ra vì cái tem ở trong khi mà ghép trận là 1, 2, 1, 2, 4 solo đua với squad. Thì khi mà anh em ví dụ mà anh em mà đua hoặc là squad ấy. Squad thì bây giờ mình đang tưởng tượng lên vào cái bản đồ này, squad là 4 người đúng không? Khi mà 4 người vào cái map 3v3 hay là map 55 chẳng hạn, à map 33 thì nó khá là buồn cười. Hoặc là map 5 thì có lẽ là nó ghép ngẫu nhiên nó từ nhiều cái, nói chung là nó khá là dối. Mình muốn hỏi ý kiến anh em là không biết có nên làm map 33 với cả map 55 không, tại vì tùy theo cái số lượng người để mình có thể là gọi là tối hóa nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì map 22, map 22 thì mình sẽ cố gắng là gì nhỉ, mình sau cái bài học mà thằng Huy nó tặng map thì mình đã học hỏi thêm một chút, thì đây 22 nó khá là nhẹ nhàng rồi, có thể là lấy ra để gì nhỉ, gọi là chăm chút cho cái em map em nó một tí, chăm chú cho em nó một tí để gọi là nó có một cái gì nhỉ, nó có một cái nhìn nó tốt từ vị trí của anh em. Thế mình cảm thấy là khi mà mình tạo cái map này nó lồng hoàng vãi nhái anh em ạ. Không nghĩ là làm anh em này, cái thùng bay nó không hề dễ dàng một chút nào đâu anh em ạ. Anh em nên nhớ là cái thùng nó không thể đặt bay được. Đây ví dụ mình sẽ để như thế này nhá, nó có một cái lắp này, nó đỡ cho anh em. Anh em phải dùng những cái gọi là nó IQ, nó phải thượng thừa vãi lìn ra.
Thật ra là tôi cũng chỉ là mới biết cái mẹo này thôi. Đấy, anh em thấy cái đỏ, khoảng đỏ này không? Nó sẽ không cho đặt đấy. Đó, nó sẽ như thế. Để mà đặt được thì công nhận luôn là mình đã đặt rất là mềm, không hề dễ một chút nào. Gọi là rất là bái phục, rất là bái phục mẹo tạo đặt đặt ra được làm một cái map mà lớn lớn cao ấy, thật sự hay, rất là hay luôn. Và ok thì clip có lẽ chỉ đến đây thôi. Thì mình chỉ muốn gọi là sâu qua cho anh em một chút về cái map 2v2 mới này. Đây thì mình dùng đây để mình làm cái thumbnail của anh em ơi. Thì mình làm cái thumbnail mà anh em đừng quan tâm nhá. Đây, ok sẽ như thế này. Ôi, thì hẹn gặp lại anh em vào trong những cái clip lần sau. Mặc dù là hôm nay là 17, hôm nay là 17 đúng không? Thì đáng ra là chiều nay là đã livestream nhưng mà không, đáng ra chiều nay là phải dọn nhà, nhầm, tôi nói nhầm. Chiều nay là phải dọn nhà này, nhưng mà sao nhỉ? Mẹ tôi không ở nhà, dọn chả dọn đấy đâu, mình gọi là mình cũng chả dọn được. Nói chung là như vậy, tại vì hôm nay là mình sẽ theo kế hoạch là mình sẽ dọn cái tủ bếp, cái tủ huyền thoại. Cái tủ sau này mình sẽ show cho mọi người xem cái tủ rượu nó được lắm đổ kinh khủng luôn anh em. Ôi. Cho nên là không có livestream được. Ông nào mà xem được cái đoạn video này mà nhìn xuống đồng hồ mà bảo định hỏi cái câu mà gì nhỉ? Anh Phong rảnh tạo map mà anh Phong không livestream, hủy sắp đi like các thứ thì đấy là đấy tôi có lý do nhá. Đấy đéo phải do tôi đâu. Đấy, do mẹ tôi đấy anh em ạ. Cho nên là anh em lượng thứ thông cảm nhá. Rảnh ra tạo map không có livestream được. Ôi, ok, bye bye anh em mà. Hẹn gặp lại anh em vào một clip sắp tới map solo 1-1. Tuần sau thì mình sẽ cố gắng nhá. Sau mà mạng nó không lag thì sẽ livestream được. Ok.